khi lạm phát, nên đầu tư gì để kiếm lời hiệu quả? Các vấn đề lớn của toàn bộ nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến mỗi cá thể trên thị trường. Khi đầu tư, lạm phát xảy ra làm nhiều nhà đầu tư đau đầu, lo sợ bị tổn thất tài chính. Chính vì thế, họ mong muốn tìm thấy kênh đầu tư giúp chống lại những rủi ro do lạm phát đem lại. Vậy, khi lạm phát thì nên đầu tư gì để đảm bảo an toàn? Lạm phát tăng ngành nào hưởng lợi lớn? Nếu một quốc gia xảy ra lạm phát cao, điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, tệ hơn là thị trường sụp đổ. Tuy nhiên, mức lạm phát hợp lý lại góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn. Khi lạm phát xảy ra, các ngành dưới đây có thể sẽ được hưởng lợi. Ngành năng lượng, nguyên nhiên liệu. Năng lượng là mặt hàng không thể thiếu. Lạm phát xảy ra thì giá của các nguyên nhiên liệu, năng lượng, liệu lại tăng cao. Điều này có thể giúp biên lợi nhuận tăng, đặc biệt là với các doanh nghiệp có thể tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngành bảo hiểm. Lạm phát xảy ra nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm thường khởi sắc. Nguyên nhân là do người dân lo lắng về rủi ro trong hoạt động kinh tế, khiến nhu cầu mua bảo hiểm tăng cao. Ngành dược phẩm công nghệ. Những ngành có nhu cầu ổn định, sức mua thị trường không giảm dù lạm phát có xảy ra. Ngành nông nghiệp thực phẩm. Khi chi phí đầu vào thường thấp hơn giá đầu ra thì biên lợi nhuận sẽ được cải thiện. Làm gì để giữ tiền khi lạm phát? Suy nghĩ giữ thật nhiều tiền trong két sắt giúp tài sản của bạn an toàn sẽ bị phản tác dụng nếu lạm phát xảy ra. Bởi đồng tiền gần như sụt giảm giá trị theo tỷ lệ lạm phát thực tế. Vậy, nhà đầu tư nên làm gì khi lạm phát? Câu trả lời chính là bạn cần lựa chọn một hình thức đầu tư phù hợp để không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp bạn có cơ hội kiếm thêm lợi nhuận. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với vấn đề lạm phát, giữ tâm lý vững vàng, giúp tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt nhất. Vậy, lạm phát tăng nên trú ẩn tài sản gì và khi kênh đầu tư nào là an toàn? Lạm phát nên đầu tư gì? Có rất nhiều kênh đầu tư hấp dẫn giúp bạn kiếm được tiền dù thị trường có đang trì trệ bởi vấn đề lạm phát hay không. Dưới đây là 6 kênh đầu tư an toàn được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Vàng. Vàng là một kênh trú ẩn tài sản nổi tiếng với tính an toàn cao. Nhìn vào thực tế, giá vàng đã tăng gấp nhiều lần, liên tục lập đỉnh cao và tiến đến mốc 70 triệu một lượng trong năm 2022. Rất nhiều nhà đầu tư thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc giao dịch vàng. Truyền thống cất giữ vàng đã có từ lâu tại Việt Nam. Ngày nay, đây là kênh đầu tư tìm kiếm lợi nhuận được nhiều người yêu thích. Dựa trên quan điểm vàng chống lại sự mất giá của đồng tiền, ngày càng nhiều người đổ xô mua vàng về cất trữ và coi đây là kênh trú ẩn an toàn. Giá trị của vàng có xu hướng tăng trong dài hạn. Khi nguồn cung của vàng có giới hạn, rất dễ hiểu khi nhiều chuyên gia kỳ vọng giá trị vàng vẫn còn tăng cao trong tương lai. Bạn nên mua vàng càng sớm càng tốt, nhưng không phải muốn mua lúc nào, mua như thế nào cũng được. Đầu tư vàng đòi hỏi bạn cần có kiến thức về lĩnh vực này, tìm được cơ hội thời điểm thích hợp mới mua. Do tác động từ nhiều yếu tố, giá vàng sẽ có lúc lên lúc xuống thất thường. Khi bạn mua lúc giá thấp thì sẽ có lợi hơn mức giá cao. Bất động sản. Khi tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi đầu tư gì khi lạm phát, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua kênh đầu tư bất động sản. Quỹ đất có giới hạn mà dân số ngày càng gia tăng, chính vì vậy giá trị bất động sản cũng ngày càng tăng. Đất đai tồn tại vĩnh viễn, bất động sản có tính duy nhất và độc lập. Hơn nữa, ăn, ở, mặc là nhu cầu cơ bản của mọi tầng lớp. Lạm phát càng cao, giá bất động sản có xu hướng tăng cao. Càng lâu dài, đất và bất động sản sẽ càng có giá trị. Nếu bạn biết cách đầu tư, có kế hoạch tính toán lâu dài thì không khó để gặt hái được thành công. Tuy nhiên, khi đầu tư vào lĩnh vực này, bạn cần có nguồn vốn lớn và trang bị cho mình đầy đủ kiến thức. Cổ phiếu. Tính đến hết tháng 3 năm 2022, số tài khoản chứng khoán đã cán mốc 4,9 triệu, đạt khoảng 5% dân số. Đến cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đã tăng lên hơn 6,7 triệu tài khoản. Điều này cho thấy chứng khoán đang được ưa chuộng và được đánh giá là kênh đầu tư có tiềm năng. Đây cũng là một trong những sản phẩm đầu tư có thể giúp bạn gia tăng giá trị tài sản. Việc sở hữu cổ phiếu của những công ty nằm trong danh sách các ngành có lợi khi lạm phát có thể giúp bạn nhận được lợi nhuận dù cho thị trường đang trì trệ bởi tình hình lạm phát.
Đầu tư vào cổ phiếu một cách khôn ngoan là cách để bạn bảo vệ và gia tăng tài sản của chính bản thân. Cổ phiếu giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn, tùy vào hình thức đầu tư. Tham gia vào thị trường cổ phiếu cũng là một cách giúp các doanh nghiệp có thêm động lực mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh, từ đó vượt qua thời kỳ lạm phát. Tuy nhiên, hãy lưu ý, thị trường chứng khoán có sự biến động mạnh hơn vàng. Chính vì vậy, bạn cần cẩn trọng, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm để có được chiến lược đầu tư hiệu quả. Trái phiếu. Trái phiếu là một sản phẩm thuộc thị trường chứng khoán, tính rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu. Hình thức đầu tư này sẽ có rủi ro khi doanh nghiệp phát hành bị phá sản. Tuy nhiên, khả năng này gần như rất thấp. Trái phiếu ngân hàng càng an toàn hơn vì khả năng sụp đổ bằng 0%. Khi doanh nghiệp càng tăng trưởng, giá trị trái phiếu càng cao và lợi nhuận mang lại tốt hơn. Đây được xem là kênh đầu tư hiệu quả mà bạn có thể cân nhắc đầu tư trong thời kỳ lạm phát. Tuy nhiên, mức lợi nhuận do trái phiếu đem lại sẽ thấp hơn cổ phiếu vì lợi nhuận chủ yếu đến từ việc trả lãi suất cố định. Khi đầu tư trái phiếu, bạn nên tìm mua trái phiếu của những doanh nghiệp uy tín, có tiếng, hoạt động kinh doanh tăng trưởng. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên theo dõi thông tin phát hành để tìm được thời điểm mua trái phiếu tốt nhất. Chứng chỉ quỹ. Đầu tư chứng chỉ quỹ là một hình thức bảo vệ tài sản trước lạm phát phù hợp nếu bạn có ít vốn và không có nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường. Khi mua chứng chỉ quỹ của những công ty quản lý quỹ, nguồn vốn của bạn sẽ được đầu tư bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp, qua đó giúp nâng cao khả năng kiếm lời. Khi thị trường xảy ra lạm phát, bạn dùng tiền mua chứng chỉ quỹ giúp giảm thiểu rủi ro mất giá, cơ hội gia tăng tài sản bởi những khoản lợi nhuận từ kết quả đầu tư thành công. Đây là hình thức đầu tư dài hạn, phù hợp cho những người thích sự an toàn và mong muốn nhận được lợi nhuận lâu dài. Việc sở hữu chứng chỉ quỹ của tổ chức uy tín sẽ giúp đảm bảo an toàn cho tiền của bạn, đồng thời nâng cao khả năng kiếm lời nếu quỹ đầu tư xây dựng danh mục phù hợp. Gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là một trong những cách tích lũy được nhiều người lựa chọn hiện nay nhờ ưu điểm về tính an toàn cao cũng như khoản lợi nhuận đến từ lãi suất tiền gửi. Ngân hàng là một tổ chức tài chính có uy tín và chịu sự giám sát trực tiếp của ngân hàng nhà nước. Việc ngân hàng phá sản rất khó xảy ra. Bên cạnh đó, hiện nay các ngân hàng đều có chính sách chi trả lãi suất hấp dẫn cho các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, giúp bạn thu được lợi nhuận trong quá trình tích lũy. Các ngân hàng ngày nay cung cấp càng nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư. Bạn có thể so sánh giữa từng ngân hàng, từ đó tìm ra sản phẩm tốt, lãi suất cao, kỳ hạn gửi linh hoạt để tham gia. Quý vị và các bạn vừa được nghe, khi lạm phát nên đầu tư gì để kiếm lời hiệu quả? Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay. Và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.